Khi nhắc tới Tây Ban Nha thì mọi người sẽ nhớ tới thành phố nào? Cá nhân mình thì không phải là thủ đô Madrid mà là Barcelona. Barcelona thì là một thành phố rất là nhộn nhịp luôn. Nên là lần này bọn mình cũng muốn chọn Barcelona là địa điểm du lịch tạm rời xa cái sự bình yên và chill chill của Hà Lan. Ở đây cũng nổi tiếng là một nơi có rất nhiều đồ ăn ngon và còn rẻ nữa, nên chúng mình quyết tâm sẽ lấp đầy cái bụng. Thế nên là Welcome to Barcelona. Như cái đồ ấy. Video thì mình cũng chỉ muốn ngoi lên để thông báo cho mọi người một tin chấn động quả địa cầu, đó chính là sự kiện triển lãm du học trực tuyến lớn nhất toàn cầu sắp diễn ra rồi. Đây là một sự kiện do Intergrad tổ chức. Intergrad thì bạn nào có xem video của mình cũng biết rồi, đây là một tổ chức giáo dục rất là uy tín trong lĩnh vực hỗ trợ du học và cũng là đơn vị vận hành website IELTS Online Test vô cùng nổi tiếng đối với bạn nào đã từng luyện thi IELTS. Thì trong sự kiện lần này mọi người sẽ có cơ hội gặp gỡ và trao đổi thông tin của đại diện của các trường từ các nước khắp mọi miền năm châu bốn bể luôn. Ví dụ như là Mỹ, Úc, Anh, Canada, New Zealand, Trung Quốc, Hàn Quốc. Mình thấy đây thực sự là một cơ hội hiếm có và vô cùng là hữu ích cho các bạn để mọi người có thể vạch ra một lộ trình du học một cách cụ thể và rõ ràng hơn. Và ngoài ra khi tham dự sự kiện này thì mọi người còn có thể tham dự workshop IELTS của British Council. Bên cạnh đó còn có cơ hội nhận được rất nhiều phần quà nữa, mình sẽ bắn lên đây. Ví dụ như là AirPods Pro, máy lọc không khí, quạt tích điện, loa Sony, vé CGV và rất nhiều phần quà khác nữa. Và để tham gia sự kiện này mọi người chỉ cần ngồi tại nhà dưới phòng điều hòa mát rượi thôi, tại vì đây là một sự kiện online nên là nhớ save the date 18/6/2023 và link đăng ký thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả nhé. Còn bây giờ thì mời mọi người đi chơi cùng mình ở Barcelona. Hello, hôm nay đã là ngày thứ hai ở Barcelona rồi, nhưng hôm qua mình lười, mình không quay, hôm nay mình mới quay. Hôm nay chúng ta sẽ đi chợ nha. Ăn lại từ đầu cho tít quay đi chợ. Đang định bảo hôm qua đi chợ rồi nhưng hôm nay vẫn muốn đi chợ nên là chỉ đi lại thôi. Hôm qua ăn bao nhiêu nhưng không quay. Đây là hàng thì hôm qua chúng mình ăn lên này, trời ơi ngon quá. Hôm qua ăn cái taco rồi này, hôm qua ăn cả ăn bít tết này ngon lắm. Mình gặp đi. Ăn thịt này ngon này, hai miếng là được 18 euro rồi. Đứng ở góc chợ để ăn nhá. Có hả? Góc chợ để ăn. Biết hết biết bớt đây. Wow. Ăn đây ăn đây. Mình sẽ ăn nha. Chính là hương vị này, chính là hương vị này. Ngon bạn ơi. Ngon lắm. Nhìn ra thì mà. Ngon đúng không? Ừ. Ôi trời ngon lắm. Ừ. Ngon. Mình nấu ớt hồng lên này. Ngon nhỉ? Đây là burrito chiên. Ngon rất được. Ngon mà. Ngon đấy. Tuyệt ngon nhỉ? Cái này tuyệt to à? Ừ. Tuyệt ngon nhỉ? Ngon ngon nhé. Ngon. Này ra tiếp. Chưa ngon. Ăn ngon chưa? Ngon chưa? Hết rồi. Đúng rồi. Quá giỏi. Đây nhá, cửa hàng đây nhá, nhớ đến đây, ngon lắm. Ngoài món thịt bò ngon Belly ra thì cũng còn rất nhiều món ngon nữa. Nói chung là vào cái chợ này một khi đã vào là không có lối thoát luôn. Mà một khi đã thoát ra được thì cái bụng cũng chả còn chỗ trống nữa. Một số món nổi bật của Barcelona thì phải kể đến là thịt lợn, muối này, với cả là hoa quả nữa. Bất ngờ chưa, hoa quả ấy, hoa quả cũng siêu ngon luôn.
chúng mình đã ăn siêu ngon luôn, cherry ngon lắm. Ngon nhất quả đất. Lấy hai quả. Thử à? Ok. Maybe two of this. Mẹ dễ tính chưa? Cái kia đi. Vui. Mẹ chiều lắm. Hunter. Yeah. From? They don't let choice? Vietnam. The Korea. Asamina. Asamina. Yes. Gracias. Uống coconut không? Đây có cô với nho sao ấy, có cô nho chuối. Ui, nhìn một tím xinh thế. Cô nho chuối. Trên này nhìn không xinh nhỉ. Cô ngoài nhìn xinh lắm. Ngon đấy, uống đi uống này đi. Hãy thử này đi. Hai cái đấy đi. Nếu mà uống nước dừa thì không hay uống. Nước dừa, nước chỉ là nước dừa thôi, cái này có tận 3 loại quả. Người đây chả cười gì cả. Buồn lắm. Hạnh lùng lắm, con xếp hạnh lùng. Ngon không ạ? Ngon lắm. Ngon lắm à? Tôi thử. Chất lượng ấy. Nữa đi. Ok này chuối nhỉ. Sau đây là biệt đội chúng tôi là sẽ đi ăn churros. Churros. Nhí. Nhí. Hay đến cái chợ này nha cả nhà ơi. Chợ này nha. Mọi người mà đi Barcelona thì hãy search là Market Barcelona, xong thì cái nào mà hơn 100.000 người. Cái 4.3 nghìn. Thì là cái chợ này. Đấy, là chợ này nhá. Nhớ đấy. Kacha. Kacha, bali chuseyo. Phố đi bộ chưa ạ? Đích nhìn kìa mọi người. Ui, sợ thế, thích cái sợ thế. Ôi sợ lắm. Nhưng mà nhìn to quá. Thôi đi. Ừ thôi xem thôi. Chip ngắm này ngắm kỹ vào nhá. Các đồng hương của mình ăn là tín rồi. Đồng hương ăn là tín rồi. Đồng hương bảo là Manchester. Cho những ai chưa biết thì một trong những đặc sản của Tây Ban Nha chính là bánh churros. Bánh churros thì là một kiểu một cái cục bột dài, xong rồi người ta sẽ chiên lên, xong rồi sẽ chấm với cả sốt phổ biến nhất thì là sốt sô-cô-la, kiểu sô-cô-la đặc ý. Đấy, hôm nay mình đã đến một cái hàng này thì bọn mình tìm ở trên Google thôi và thấy cũng khá là nhiều lượt review nên là chúng mình đến ăn thử. Chấm nha. Chấm ạ. Ngon không ạ? À, nó vẫn thế rồi. Yeah. Chắc là churros đây chỉ thế thôi, nó chỉ là cái bánh rán lên xong rồi chấm. Chắc là ở Việt Nam nó làm theo khẩu vị Việt Nam. Nhưng mà cái hôm trước ngon mà. Cái thứ hai nhỉ? Cái thứ hai là tầm đường. Cái này không ngon mà cái thứ hai. Ngon. Ngon mà. Ngon. Như tô là này kiểu hơi đậm vị ấy. Như là kiểu pha với cả bột năng ấy. Nó đậm cái miếng mới còn thấy mẹ thử cho cái đường ngon thử. Nó dùng cái bánh kia mà bé mẹ ăn vào xong là có đường, bánh quẩy. Cái bánh quẩy kiểu mềm mềm ấy. Bye bye. Tại vì cái hàng kia hơi bị thất vọng nên chúng mình đã sang một cái hàng mới. Ăn churros. Ui, nhìn kem này. Kem mà ui kem. Mẹ ơi. Dark chocolate and sea salt and salted caramel. Ui, salted caramel. Và có cả strawberry với cả rose chocolate. Với choco. Churros dark hay là caramel? Caramel. Ờ thử đi hai đi. Cái gì? One dark and one caramel. Okay, good. Cô này đi trốn rồi. Hay là chiều ăn xong rồi qua đây. Đúng rồi chứ. Ừ. Đúng rồi. Con nhớ ghê. Con thật là sư. Chứ nước rửa không cho đùa. Cãi nhau đây, cho lên TV nào. Cãi nhau cho TV.
mẹ cho con uống nhưng mà con bảo là con muốn uống thì con đã dẫn mẹ đến chưa? Nhưng hay mà mẹ? Nhưng mà vì chị Tấm cũng không muốn uống nên là con mới không uống nữa, tiết kiệm tiền cho mẹ. Chị Tấm không uống thì con không... đấy là lỗi của con đúng không? Ủa, con tiết kiệm tiền cho mẹ. Ai mà lỗi của con? Con nên mẹ cảm ơn con. Nhiều con nhau. Thì bây giờ con có đoán xem làm gì nữa. Con để dành tiền lại không ok. Mày mà ăn cơm xong mày bảo tại không ăn gì nữa, tao nhét kem vào. Ôi dồi ôi, thấy chưa, nghe chưa, nghe chưa mọi người, nghe chưa. Nhớ cái mặt này, cái mũ xanh này này. Sợ quá. Cà xanh gái. Cái hàng này kiểu làm sô-cô-la mà có tâm thực sự luôn. Người ta còn nghiên cứu cả hành vi mua sắm và tặng quà trong dịp Valentine của người châu Á và người Tây. Tức là theo cái bảng này thì người châu Á sẽ thường là tặng những món quà kiểu như sô-cô-la ấy cho người yêu của mình thôi. Và thường là người trẻ mới tặng nhau. Còn như ở phương Tây thì người ta sẽ không phân biệt tuổi tác và người ta sẽ tặng cho cả bạn bè, gia đình của mình nữa. Mình cũng ngồi đây đi. Cũng ngồi đây rồi các bạn. Không phải mua ở đâu ý. Mua ở đây. Caramel ngon không ạ? Ngon lắm á. Ngon lắm luôn à? Thế tin lời chưa? Tin. Mình đánh ngon đấy. Ngon. Ngon nha. Ngon. Ngon thật. Không đùa. Ngon lắm luôn đấy. Đây, caramel. Cái chất nó đã ngon rồi ấy. Chất chứa đã ngon rồi. Ngon nhỉ? Ngon. Ngon, xin cảm ơn nhé. Sô-cô-la ngon. Ngon nhỉ? Mày ăn tiếp đi. Ngon đấy. Sô-cô-la nhà này ngon đấy. Môi kề môi rồi. Ôi làm yêu vậy. À đấy là bức tường ở Pháp mà. Tình yêu em cũng đi bức tường ở đây. Đấy là tất cả các ngôn ngữ. Còn đây là tất cả các bức hình. Tôi đã đi tới bức tường hôn nhau rồi đây. Wow, bức tường hôn nhau. Ôi đẹp nhỏ. Ôi đẹp thế. Chỉ muốn xem những bức tranh nhỏ. Bức tường này có tên là The World Begins With Every Kiss, được ghép lại bởi hơn 6.000 bức ảnh ghi lại khoảnh khắc tự do của người dân ở đây. Và lúc mà đến đây thì mình thấy rất là thích, tại vì mọi người chụp ảnh đến bức tường này và thể hiện tình cảm nhau ý trong yêu cực. Đây là sao? Hôn nhau nào, hôn nhau nào. Hôn đi, hôn thật đi. Quay chưa? Kênh YouTube Quỳnh Tít Channel đã bị bọn mình đánh cắp. Rồi, chúng tôi xin giới thiệu mọi người, đây là bức tường hôn nhau. Đấy. Đây là bạn Quỳnh Tít này. Đấy, mọi người thấy không? Bây giờ bạn ấy chuẩn bị nhá, quay gọi là chốt phim. Đấy.
Hollywood. Ui, xinh xinh xinh. Ui, con này xinh này. Ui, Impo Impo. Hình như máy này nó chỉ định chủ nó thôi hay sao chị ạ? Ào ạ. Một chìa khóa trái tim không? Ai đánh đàn đấy? Đẹp trai không? Ồ, thích ghê. Em nhìn người ta đấy một cái. Cái gì đấy? Ai vứt em vào thùng rác? Buồn. Tôi vừa quay được cảnh. Bạn cười hờ hờ hả rồi. Nhìn đây, Bóc Phốt S Channel. Thành viên là đi là dỗ bỏ là vứt thùng rác luôn. Nhìn chưa? Nhìn thấy không ạ? Ô, có bình xu ấy. Nhìn thấy mặt tôi chưa? Thấy không? S Channel ơi. Sao lại thế? Hello, hiện tại chúng tôi đang trên đường tới cửa hàng Hàn Quốc để đi ăn đồ ăn của quê hương chúng tôi. Yay! Đi đến đâu là cũng phải nhớ quê hương. Và chúng ta sẽ tiết kiệm chi phí bằng cách là đi bộ 2,9 km nhé. Bạn trên nhé, mệt không? Không mệt tí nào luôn. Tí nữa là mình ăn 10 con gà. Em 10 con gà cũng được. Tặng cho bông hoa nha. Đây rồi, cô lên nào, các bạn ơi, cô lên nào. Thấy chưa, thấy cô bác chưa? Đây rồi, okay. Can we put our name here? Yeah. Tình hình là chúng tôi đã phải đặt lại cái bàn vào lúc 7:30. Tối nay là rất nhiều lịch trình này, lịch trình 7 giờ là sinh nhật là anh rể này, xong 7:30 là phải vào ăn rồi này, đấy chạy show. Nên là bây giờ chúng tôi sẽ đi về chơi bài một lúc rồi tí chúng tôi quay lại. Nha. Đúng rồi, nghỉ ngơi. Cho hỏi là bây giờ dùng chạy cả taxi à? Ôi, mình đi già rồi. Ôi, bình hoa này xinh á. Ôi, xinh á. Ôi, hình ti này. Chúng tôi đang đi mua bánh cho anh rể. Chào anh rể nhá. Nhất anh rể luôn, nhiệt tình. Đây này. Đây là mứt ạ, à? Đây là mứt lâu. Đây là mứt lâu. Hola. Hola. Is this red velvet? No, this is a raspberry and the mango. Oh. Raspberry and the mango cream. The flavors have the black forest, this is the peanuts and the caramel, the pistachio and the raspberry jelly, lemon pie, the hard one. Oh, lemon pie. This is a lemon pie, yeah. Lemon. This is a peanuts and the caramel. The best seller? The best seller, Kinder Bueno. Ah. Oh, this one? Yes. Yeah. Okay, the one. Asian ice cream, the white chocolate with almond crunch. So, cái này, tôi cũng thích carrot cake các bạn. Thế nào? Cái này. Cũng được. Okay. Oh, actually, we want this instead. The carrot cake? Yeah. Yes, vale. Không ăn gì nữa đâu, để bụng nha. Chúng tôi sẽ đi. Sorry, I'm ăn nữa à? Bạn ơi, bạn lên mình không? Chị Trang Linh mời. Chị Trang Linh mời đấy cả nhà ơi. Phải ghi lại khoảnh khắc trọng đại này. Is this half the small one? Hey, anh can... Thôi, không cần thôi, đâu. Thôi, không cần đâu. Để dành tiền mời bánh xô thôi. Ok, that's it.
That's it. Bye bye. 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 Bye bye. Bye bye. Nhưng cái này trông ngon mà. Ôi trông ngon nhỉ. Thế sao không mua? Ô cái này trông ngon nhỉ? Không có. Ăn đấy. Nhưng mà mình có ăn cái này rồi. Ăn carrot cake ná. Ok. Không ăn đâu. Không ăn à? Thôi. Thôi. Chán đi còn bấm lắm. Xin cảm ơn Minh phu nhân nha. Wow, bánh trông đẹp thế. Sao bánh của anh Minh lại có lớp mà bánh của mình thì không có? Tất nhiên rồi. First bite. Ăn phát yêu luôn. Nhưng mà cái ở bên ngoài trông đẹp hơn mà. Bà bảo là bên ngoài đấy khó lấy. Chị bảo là tao muốn lấy cái đấy mà. Nhưng mà tao rất khó lấy mà nó giống nhau hết. Tao thấy nhưng mà cái kia nó cháy cháy hơn thì tôi bảo thế mà tôi bảo nhưng mà cái kia cháy hơn mà nó giống nhau đấy thôi thế anh chịu rồi. Rồi vui chưa, hài lòng chưa? Bình thường chị ạ. Nó không vui. Vui à? Ôi trời ơi, vui như đồ đồ này hả? Mỗi lần vào ngôi nhà này là phải sơ cứu phá khóa. Anh kia xem rồi hãy cải thiện. Tôi là tôi không thích cái nhà này. Xin chào quý vị và các bạn. Kế hoạch sinh nhật của chúng tôi đã tan thành mây khói vì nhân vật chính đã đi chơi mà không về. Tức hai phút rồi thôi vậy. Buồn, thất vọng. Bây giờ là chúng mình sẽ đi một dịp trọng đại hơn này. Không trọng đại bằng nhưng mà cũng trọng đại. Rất trọng đại để chờ 4 tiếng. Thật chờ 4 tiếng, chờ mấy tiếng. Đúng rồi. Chờ mấy tiếng để không từ 12 giờ rồi cô, chờ 7 tiếng. Đâu mình hơn cả 12 giờ. Để chúc mừng sinh nhật. Chờ đúng thật ôn nhất chờ thông qua. Hai bạn này còn thức dậy để hóng. Nhưng mà chi thế đấy. Đang nói thì Korean restaurant ạ. Thật đấy. Bây giờ chúng tôi sẽ đến sự kiện trọng đại đấy nhá. Quý vị hãy đón chờ nhá. Sau vụ lại không được bán nhá. Thôi này. Cho xem trời mưa này. Đưa anh về nhà mưa rơi chiều tà. Chúng tôi đã trở lại. Các bạn nhân viên là nhìn mình là hơi quen thuộc đấy. Mấy cái đứa này quen quen. Ôi, mở cửa. Vào đi. Thank you, đẹp trai ấy nhờ. Em bé yêu. Chào mọi người. Hôm nay là ngày cuối cùng.
cùng chúng tôi ở Barcelona rồi, với ai cũng quẩy hoài hết trơn á trời. Tại sao vậy ta? Mình chắc chưa được ăn đấy. Chắc chưa được ăn. Lịch trình hôm nay là ăn nốt. Thôi. Có gì đâu. Sáng ai để đi ăn lại cái thịt bò nhưng mà nó không mở nữa rồi. Chủ nhật người ta nghỉ hết. Chả như Việt Nam chủ nhật phải tranh thủ bán thêm. Còn bên này không cần. Bên này thích nghỉ. Thế là chúng tôi không ăn thịt bò cần buồn á. Đây thôi, là lan hấp ơi. Messi thôi. Ồ, đây chỗ này. Như đội bóng gì đấy? Bóng gì đấy? Hơi tôi không biết. FC Barcelona. Vì hôm nay là bữa cuối rồi nên chúng mình quyết định là phải ăn cái gì đấy thật là ra trò và thật là ngon, phải sực sốt vào. Và sau 7749 thời gian nghiên cứu ở trên Google Review thì chúng mình đã chọn cửa hàng này. Tại vì là mình muốn ăn cái cơm paella với cả hàng này có cả steak ngon nữa. Sáng không ăn được thịt bò nên bây giờ phải ăn bằng được ấy. Thế là trộm vía cái hàng này nó cũng ngon cực kỳ luôn. Và thậm chí thịt bò đây còn ngon hơn cả thịt bò hôm trước mình ăn ở chợ nữa. Thịt bò nướng đá ở trên bàn luôn ấy, ngon cực. Khi không được tẩm ướp nhiều nên mình có thể ăn rõ vị ngọt của thịt luôn. Với cả cảm giác nướng ở trên đá trên bàn này là mình lại nhớ đến nồng nướng ở Việt Nam. Còn cơm paella thì mình đã ăn ở Mazoka rồi. Cơm paella này thì là kiểu như là cơm trộn ý. Và nó sẽ trộn với một cái loại sốt đặc biệt. Bên trên là có thịt và hải sản. Là cũng ngon. Ừ, ngon. Mọi người đến cửa hàng này ăn nhé, rất ngon. Đây nhá, tên đây nhá. Nhớ đấy. Nhớ đấy. Chốt lại là ngon. Ăn mặt phú ấy cả lên rồi, ăn no quá. Mình đây. Ê, em kia trong cái đều không ra? Em bé đấy. Ơ, tưởng chó. Tưởng phải con chó. Đây là bây giờ chúng mình sẽ đi ăn một cái hàng churros mới rất là đông luôn đấy. Ui, đường đây mọi người ạ. No, thank you. Thôi. Không ngon chứ nhở? Còn tách sò bên kia ngon hơn. Cô nào thì ngon hơn? Chưa chọn đây. Ngon. Thằng nào ngon hơn ạ? Thằng kia. Đây nhá, phố này là có một cái hàng là nó ở xa xa kia. Và một cái hàng này là đều bán churros. Nhưng mọi người hãy đến hàng này nếu mọi người muốn ăn caramel. Rất là ngon. Chúng tôi đã chọn chiếc kem này. Ngon không? Lại là những chiếc churros quen thuộc. Bây giờ chúng mình sẽ ngồi ở mấy cái hàng này để ăn churros. Ngồi thôi. Ô lại không được. Đâu? Chưa gì đó.
đâu mà đấy trời tối à, rồi. Trời tối rồi, sắp tối rồi, sắp tối rồi, tận 3 giờ rồi. Người buồn cạnh có vui thôi bao giờ, nhưng mà người vui. Và đây cũng là phút thứ 30 của cái video này rồi. Cảm ơn mọi người vì đã vẫn ở đây nghe mình lải nhải những lời cuối cùng. Nếu như mọi người vẫn đang ở đây thì hãy comment cho mình một cái icon đám mây mưa này nhá, để đánh dấu mốc là mọi người đã ở đây, giống như clip Venice ấy. Nhưng mà thật ra đây chỉ là một cái clip mở đường cho bom tấn Mazoka của mình thôi. Mình đã để dành lại những thước phim mình quay ở trên đảo Mazoka, thực sự đẹp mê ly luôn. Nên mọi người hãy đón chờ nha. Còn bây giờ thì bye bye.